Mạc Thiên Tứ, sấm động giữa trời quang. Phần 9. Năm 1780, có lẽ để nhằm xoa dịu cơn giận của vua Thạc Xỉn gây nên bởi biến cố này, hai viên chức Việt Nam, Cai Cơ Sâm và Cai Cơ Tỉnh, được gửi sang triều đình Xiêm để bảo đảm là hai quốc gia vẫn tiếp tục liên hệ tốt đẹp. Chẳng bao lâu sau khi hai người đến, vua Thạc Xỉn nhận được tin là một chiếc tàu buôn Xiêm La trên đường từ Quảng Đông trở về nước đã bị thủy quân Việt Nam do tướng Lưu Thủ Thăng, là người giữ nhiệm vụ đồn trú ở Hà Tiên, cướp sạch. Báo cáo chính thức đến Thombury cho thấy tất cả hàng hóa trên tàu đã bị tịch thu và toàn bộ 50 hành khách đã bị tàn sát. Nổi giận vì biến cố này, nhà vua Thạc Xỉn ra lệnh bắt giam hai sứ giả. Ngay khi đó, Thiên Tứ và Tôn Thất Xuân vội vã đến hoàng cung để tìm hiểu, và khi nghe Thạc Xỉn khẳng định chuyện này, Thiên Tứ đã sai bốn người thân sang Gia Định để hỏi xem triều đình chú Nguyễn giải thích như thế nào. Thế nhưng thật thất vọng cho Thiên Tứ, trong gần 5 tháng mà không nghe tin tức gì từ Gia Định. Vào lúc đó, giới chức Tây Sơn càng lúc càng quan tâm hơn về việc Xiêm Nguyễn có thể liên kết với nhau, nên đã giả mạo một lá mật thư của tướng Đỗ Thanh Nhân gửi cho Thiên Tứ và Tôn Thất Xuân, thúc giục họ mau mau đứng lên chống lại Xiêm La. Vừa đúng lúc, một đội thuyền Việt Nam đến thăm hữu nghị Thombury. Nguyên thủy lá thư đã được một viên chức Tây Sơn tên là Thang bí mật đem sang Xiêm, nhưng nghi đã bị giết trên đường đến Thombury, và lá thư bị một ông hoàng Cambodia thân Xiêm La tên là Bri Ankel lấy được, đem dâng lên vua Thạc Xỉn. Kết quả của âm mưu này thật tai hại. Vua Thạc Xỉn nổi cơn lôi đình khi đọc lá thư và ra lệnh tống giam Thiên Tứ, Tôn Thất Xuân, toàn bộ gia đình của họ cùng tùy tùng đang ở Thombury. Sự việc càng nghiêm trọng hơn khi cùng thời gian đó, một đoàn thuyền của chú Nguyễn chừng 100 chiếc đang đậu tại một cái vịnh trong lãnh thổ Cambodia để ngăn chặn quân Tây Sơn tấn công bằng đường thủy. Khi nhận được tin báo về việc di chuyển của đoàn thuyền này ngay tại khu vực biên giới, vua Thạc Xỉn càng tin rằng chính quyền tại Gia Định thực sự có âm mưu với những người Việt đang tị nạn tại Xiêm La để tính toán việc tấn công bất ngờ vào vương quốc này. Ông ra lệnh cho đối chất Mạc Tử Dung. Con thứ ba của Thiên Tứ cực lực phủ nhận việc kết tội này, nên đã bị giết ngay không thương tiếc. Thiên Tứ bị ép phải tự sát vào ngày 1 tháng 11 năm 1780. Hai sứ giả nhà Nguyễn là Tôn Thất Xuân cùng với hai người con lớn của Thiên Tứ, tổng cộng tất cả 53 người, bị xử tử ngày 20 tháng 11 năm 1780. Những thành viên nhỏ tuổi trong gia đình Thiên Tứ và người Việt Nam khác đang sống tại Thombury đều bị đày ra biên giới. Việc hành quyết tập thể những người Việt vào tháng 11 năm 1780 dường như có liên quan đến việc vua Thạc Xỉn đem quân đánh Cambodia tháng 11 năm 1781. Từ khi triều đình An An và Phụ Chính Mu được thành hình với sự yểm trợ của chú Nguyễn ở Gia Định, vua Thạc Xỉn nhất định đòi sẽ khôi phục quyền thượng quốc của Xiêm đối với Cambodia, nên đã chuẩn bị một cuộc phản công mạnh mẽ vào chế độ thân Việt Nam đang ở Lovec. Từ nhãn quan nhân bản, cái chết thảm khốc của Thiên Tứ và gia đình ông cũng phần nào liên quan đến trạng thái tinh thần càng lúc càng bết bát của vua Thạc Xỉn. Giám mục Bolegov ghi nhận rằng vài năm trước khi ông qua đời, vua Thạc Xỉn đã luôn luôn gây chuyện với bầy tôi cũng như với người ngoại quốc, dù là đang sinh sống ở Xiêm La hay đến đây buôn bán. Chẳng hạn, riêng năm 1781, hầu hết các nhà buôn người Hoa trong nước bị bắt buộc phải từ bỏ các hoạt động thương mại vì bị vua Thạc Xỉn quấy nhiễu. Những bất ổn nội bộ đó khiến cho chính nhà vua cũng chỉ sống lâu hơn Thiên Tứ được 2 năm. Bị kết án là điên loạn, tàn ác và bạo ngược,
sau một loạt những mâu thuẫn nội bộ. Vua Thạc Xỉn bị truất ngôi và bị xử tử vào ngày 7 tháng 4 1782 do lệnh của viên tướng Chabraya Chakri từ mặt trận Cambodia đã quay gấp về Thonburi sau khi thương lượng một cuộc ngưng chiến với tướng Việt Nam là Nguyễn Hữu Thụy. Theo thời gian, cả Thiên Tứ lẫn vua Thạc Xỉn đều chịu một cái kết thảm khốc trong chỉ vài năm, kết thúc một cuộc đời thăng trầm đầy màu sắc. Mạc Thiên Tứ và Praya Thạc Xỉn kết thúc cuộc đời như những đại diện của hai hình mẫu sinh hoạt của hậu duệ người Hoa trong thế kỷ thứ 18 tại Đông Dương. Khi nghiên cứu về đời sống của cả Thiên Tứ và Thạc Xỉn, nhận xét đầu tiên là cả hai đều có một mặc cảm tự ti của con lai, tức Minh Hương hay Lúc Chin, sinh sống trên đất nước của mẹ họ. Giám mục Balegos ghi nhận rằng vào thời điểm Thạc Xỉn lên ngôi, mặc dù dân chúng vẫn gọi ông với cái tên danh hiệu Quốc Vương, Praya Thạc Xỉn cũng chỉ tự nhận tước Khiêm Tốn là người bảo vệ vương triều và cố gắng tiếp xúc trực tiếp với những bầy tôi. Husserl cũng ghi nhận là một khuynh hướng mà những người chống đối vua Thạc Xỉn thường nhấn mạnh là bản thân vua Thạc Xỉn là một đứa con lai, để cho người dân Xiêm thấy ông không xứng đáng làm vua. Về phần Thiên Tứ, ông tuyệt đối trung thành với chúa Nguyễn, cố gắng tạo ấn tượng cho các thuộc hạ của ông bằng cách lạp nhiều thi văn bằng chữ Nôm, tiếng Việt, cùng với các tác phẩm văn chương chữ Hán. Thái độ đó của cả hai người phản ánh một tâm thế cẩn trọng và dè dặt của các quan lại có dòng máu pha trộn, thường luôn luôn cảnh giác về giới hạn chính trị của bản thân. Cũng nên ghi nhận thêm là loại tình cảm yêu nước đó nằm sâu trong tiềm thức của họ. Nhưng dầu sao chăng nữa, họ vẫn gìn giữ một thế đứng hoàn toàn khác và đối nghịch với đời sống chính trị nhờ vào tình trạng đa dạng ở chung quanh. Tuy cả hai đều có tham vọng không giới hạn, Thiên Tứ chủ trương xây dựng một thế giới lý tưởng theo khuôn mẫu truyền thống Trung Hoa, trong khi Thạc Xỉn lại coi mình có nhiệm vụ tối thượng là cứu đất nước dung chứa mình ra khỏi ách ngoại xâm. Để theo đuổi các mục tiêu chính trị, cả hai người đều dựa vào sự ủng hộ mạnh mẽ của các nhóm đồng bào từ nơi quê cha đất tổ, đó là người Quảng Đông và người Triều Châu. Tuy nhiên, khi cần phải chiến đấu để bảo vệ quyền lợi riêng, họ cũng sẵn sàng đụng độ và đánh lẫn nhau bằng mọi giá trong khung cảnh tình hình quốc tế đang chuyển biến mạnh mẽ. Tình hữu nghị hay thù ghét thay đổi qua lại đánh dấu tương quan giữa hai thủ lãnh, và rõ ràng họ khi yêu khi ghét nhau một cách mãnh liệt. Có hai yếu tố chính yếu, chẳng hạn việc họ can thiệp đối nghịch nhau vào Cambodia và hai bên tranh giành quyền lãnh đạo sau thời kỳ Ayutthaya của Simla, đã làm bùng lên tham vọng của họ và nhanh chóng chuyển từ tương quan trưởng ấu nay thành đối nghịch. Khi liên quan đến quyền lãnh đạo ở Cambodia, hai bên đã đối đầu mạnh mẽ kể từ năm 1768 giữa Thiên Tứ, khi đó là đồng minh của vua An Tông, và Thạc Xỉn, khi đó lại toan tính lật đổ An Tông để lập người đỡ đầu là An Nông lên ngôi. Theo dòng tranh chấp giữa hai bên, chúng ta cũng ghi nhận là một loạt những xung đột quân sự và âm mưu đã xảy ra. Chẳng hạn đoàn quân Xiêm vào Cambodia với mục đích đưa An Nông lên ngôi năm 1768 nhưng không thành công. Hay công tác của Tử Dung đến Bangkok để định lừa bắt sống Thạc Xỉn trong cùng năm đó. Hay đoàn quân diễn chinh của Hà Tiên đến Chantabul nhằm hộ tống Dương Tử Chiêu Thúy trở về Simla 1769. Hay toan tính của người phụ tá vua Thạc Xỉn gốc Triều Châu là Trần Thái định chiếm lấy Hà Tiên cùng năm. Mặc dù cuộc chinh phạt của vua Thạc Xỉn qua phía đông năm 1771 và 1772 đã thành công trong việc lật đổ được họ Mạc ở Hà Tiên, ông cũng vẫn không đạt được mục tiêu chính là đẩy được vua An Tông ra khỏi ngai vàng ở Cambodia, mà lại tạo ra những tranh chấp mới giữa vua An Tông và vua Bù Nhìn An Nông. Khi có sự nổi dậy của Tây Sơn ở Quảng Nam, Thiên Tứ liền hòa giải với vua Thạc Xỉn
và khôi phục được Hà Tiên năm 1773. Tuy nhiên, việc phát triển mau chóng của Tây Sơn đã ảnh hưởng đến sự thăng trầm của Dương Triều Nguyễn và vì thế đã thay đổi tận gốc rễ tình hình chính trị Việt Nam và Cambodia. Năm 1775, ngay sau khi triều đình chúa Nguyễn sụp đổ, An Tông, nay không còn có thể chống đỡ với kẻ thù, đã thoái vị nhường ngôi cho đối thủ là An Nông, đưa đến kết quả là việc Simla lại đặt để quyền thượng quốc lên Cambodia. Tuy nhiên chỉ sau 2 năm, năm 1777, vua An Nông bị ám sát bởi thành phần chống Simla và được gia đình ủng hộ do Chao Phraya Mu lãnh đạo, đưa đến kết quả là quyền lãnh đạo Cambodia đã quay trở về tay người Việt, bắt buộc thành phần thân Sim phải rút về. Thành công chính trị của gia đình không những tạo một đe dọa lớn cho uy tín của Thạc Xỉn mà còn khiến ông dấy lên sự nghi ngờ về Mạc Thiên Tứ và những quan chức người Việt hiện đang sống lưu vong tại Sim. Cũng cần ghi nhận là ngoài lập trường đối nghịch về các vấn đề của Cambodia, Thiên Tứ và Thạc Xỉn còn đụng độ về quyền lãnh đạo ở Simla ngay sau khi Vương quốc Ayutthaya bị tàn phá bởi quân Miến vào tháng 4 1767. Trong cố gắng bành trướng ảnh hưởng lên vùng châu thổ Chao Phraya, vốn có vai trò kinh tế rất quan trọng đối với Hà Tiên, Thiên Tứ đã nêu cao việc phục hồi triều đại Ayutthaya bằng cách đưa Dương Tử Chiêu Thúy lên ngôi như một tiêu chí tuyên truyền và tin tưởng rằng nhà Thanh dưới triều Càn Long đã từng coi Thạc Xỉn là kẻ phản bội của triều đình Ayutthaya sẽ giúp một tay trong việc biến giấc mơ của ông thành hiện thực. Không có gì ngạc nhiên khi thấy một kế hoạch vĩ đại được phát họa bởi một chính trị gia già dặn và đầy kinh nghiệm như Thiên Tứ. Tuy nhiên, ông lại không dự đoán được ba khó khăn chính sau đây. Thứ nhất, sự hỗ trợ của đại chúng với vua Thạc Xỉn, người mà ông coi rẻ như chim mới ra ràng. Thật không ngờ, quả là thách đố với Thiên Tứ, người đã thấm nhuần giáo lý Khổng Mạnh, khi việc khôi phục triều đại Ayutthaya vốn đã tồn tại hơn 300 năm, lại không được dân Sim hưởng ứng, mà lại mong đợi một vị lãnh tụ mới không theo mẫu mực thông thường. Thứ hai, Thiên Tứ không đạt được yểm trợ cụ thể nào từ nhà Thanh. Việc dùng danh nghĩa Dương Tử Chiêu Thúy, vua bù nhìn của Simla để cầu viện Thanh Triều, Hoa Viên Tổng đốc ở Quảng Đông, chỉ đạt được những hứa hẹn và ủng hộ tinh thần mà thôi. Đến tháng 10 năm 1777, dưới sức ép mãnh liệt của Tây Sơn và sự sụp đổ toàn diện của Quảng Nam, Thiên Tứ định đưa Định Dương sang Quảng Đông nương náu nhưng thất bại. Thứ ba, sự suy thoái của thành phần thân Việt, kể cả Hà Tiên, của triều đình vua An Tông ở Cambodia đã khiến cho đồng minh trung thành là Mạc Thiên Tứ phải bỏ Hà Tiên để chạy sang Sim dưới quyền bảo hộ của kẻ thù chính là Thạc Xỉn. Vua Thạc Xỉn giương tay bảo vệ Mạc Thiên Tứ có thể chỉ được coi như một hành vi lễ nghĩa kiểu Á Đông, tôn trọng người trưởng thượng. Nhưng chúng ta cũng có nhiều cơ sở để thấy rằng vua Thạc Xỉn cũng rất quan tâm đến việc duy trì sự tồn tại của Hà Tiên, cũng như một trái độn giữa Simla và Tây Sơn khi đó đang nỗ lực thống nhất. Trái với sự già dặn và bảo thủ của Thiên Tứ, Thạc Xỉn nổi lên như một lãnh tụ đầy năng lực và đổi mới nên đã đáp ứng được sự mong mỏi của người dân Sim. Việc ông có thể thống nhất đất nước trong vòng chưa đầy 3 năm cho thấy ông là một thiên tài quân sự, đưa danh tiếng của ông lên ngang với Nguyễn Văn Huệ, người lãnh tụ đích thực của phong trào Tây Sơn. Bất hạnh thay, việc xáo trộn tâm lý, sự tàn nhẫn và bạo ngược ở những năm cuối đời đã giúp cho kẻ thù có lý do vững chắc để lật đổ ông. Cho nên, tôi nghiêng về việc cho rằng sự cạnh tranh giữa hai đối thủ đã chấm dứt, không thể phân định ai thành ai bại. Cho đến nay, các sử gia đã thất bại khi chỉ quan tâm đến liên hệ giữa hai lãnh tụ xuất chúng và cây gốc Trung Hoa của họ. Lý do đề cập đến là nhấn mạnh về vai trò quan trọng của người Hoa di cư hay thế hệ thứ hai trong lịch sử Đông Dương vào thế kỷ thứ 17 và thế kỷ thứ 18. Theo nhận thức của tôi, sự thành tựu của lãnh tụ gốc người Hoa định cư ở nước ngoài, những liên hệ hỗ tương giữa di dân và tiến trình hội nhập rồi dần dần bám rễ vào tập thể địa phương đã là mục tiêu chính cho các nghiên cứu lịch sử về người Hoa ở Đông Nam Á. Tôi mong rằng
tập khảo sát sẽ đóng góp được một mô hình khiêm tốn trong nỗ lực mới mẻ này. Tác giả Trần Kinh Hòa, nguồn thơ cổ phong.